Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn chiếc bình phun khử khuẩn Bradmark 20D. Và bây giờ thì tôi sẽ mở thùng ra để hướng dẫn các bạn lắp ráp các phụ kiện lại với nhau để có thể sử dụng được chiếc bình xịt điện này. Khi chúng ta mở thùng máy ra thì bên trong sẽ có một cần xịt. Và đây là thùng máy. Các phụ kiện thì sẽ để ở phía bên trong thùng máy. Phụ kiện bao gồm là dây đeo. Đây là bộ vest xịt và tay cầm. Cuối cùng là adapter. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp các phụ kiện lại với nhau. Đầu tiên thì các bạn sẽ lắp tay cầm vào dây xịt của bình xịt điện này. Đây là tay cầm van bi của máy. Chúng ta lắp vào dây xịt. Tiếp đến thì các bạn sẽ lắp cần xịt vào tay cầm này. Đối với bình xịt điện này thì có rất là nhiều loại đầu bếp xịt, thì các bạn có thể phù hợp với chức năng sử dụng của chúng ta mà chúng ta có thể đổi các cái đầu xịt khác nhau. Đây thì tôi sẽ lắp bếp vào xem cho các bạn xem. Ngoài ra thì nó sẽ còn một cái móc giá treo để gắn vào thành bình. Khi các bạn không sử dụng thì các bạn có thể móc treo vào đây, rất là tiện lợi. Và khi muốn sử dụng bình xịt điện này thì các bạn chỉ cần bấm công tắc nguồn này, máy sẽ hoạt động. Hoặc các bạn có thể sử dụng núm xoay điều chỉnh tốc độ phun của máy. Cuối cùng là đây là jack sạc, có thể cắm adapter vào và sạc bình cho máy. Và chúng ta đến lắp dây đeo lưng. Dây đeo thì một đầu chúng ta sẽ lắp vào phía trên có lỗ móc của thành bình. Đầu còn lại thì chúng ta sẽ móc ở phía dưới. Tương tự với chiếc dây đeo còn lại. Và như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn lắp ráp xong các phụ kiện để có thể sử dụng được chiếc bình xịt điện Bradmark 20D này. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm hãy liên hệ với chúng tôi theo đường link bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp theo số điện thoại. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.